Trời ơi, đây là nơi sản sinh ra những video mấy trăm triệu view. Đó, phím custom, fan tặng luôn. Alo, xin chào các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt ở nhà của một trong những streamer hot nhất. Chị yêu, mở cửa chị em với. Đây, mình xin giới thiệu với tất cả các bạn một trong những streamer định đám nhất thế hệ ở đây. Trời, cái nhà của ảnh nè, cái nhà của ảnh nè, má ơi. Cái nhà của ảnh cao chọc trời. Ôi, em chào anh Rambo. Sao hôm nay qua đây vụ gì? Em mới mua cái nhà này. Em mới mua nhà này hả? Em mới mua nhà nhỏ. Xạo nữa. Trời, nhà này của anh hàng xóm kế bên cho anh không biết được. Em chuyển qua đây rồi. Hôm nay là đang được review nhà của anh Rambo. Đó, tụi mình tình yêu nhé. Đúng vậy, hồi tụi mình thì cái là rất là thân, nhưng mà đây là lần thân ai nấy lo, thân ai nấy lo. Nghĩ chơi nhau lâu lắm rồi. Anh có biết trên mạng người ta đồn gì không? Hồi nãy Linh né đó chứ. Người ta đồn MisThy nghĩ cũ Rambo đó không biết hả? Thôi nhưng mà sự thật mà. Thôi anh đừng có nói vậy mà. Trời ơi, dạo này tao xíu dữ ba. Cứng à, cứng đang định nói chồng. Anh nãy anh đang định nói chồng quay. Thôi. Mà sợ kỳ sợ bị bom. Sợ ban đi. Ê, nhưng mà cái bụng bự hết rồi. Ừ, hết bụng rồi, đây gần đây thử coi. Thôi cái chỗ đó nhạy cảm em sợ. Bình thường giờ cho cái tay nè. Rồi cái tay nè, đâu cái tay lên. Cái tay như đây nè. À, cái tay ở đây hả? Trời ơi, giật không vẫn hơi mở. Đây là phòng để giày ha anh. Đúng. Rồi, trời ơi, nó vậy thì dễ thương quá à. Bà thỏ cái đôi nào đấy nè. Thỏ gì vậy em bé mà sao thỏ? Ôi dễ thương quá à. Mà sao thấy còn tác em bé chưa mang luôn hả? Mua để dành trước, thấy đẹp quá. Trời, với lại xin với lại bình thường sinh nhật các anh em tặng. À, trời ơi chậu quá. Vợ tao ép tao á, vợ tao ép tao. Ép không? Ép là phải mang cái đón này. Giày của ảnh là cũng ác nha. Đôi này kỷ niệm nha. Đôi này kỷ niệm. Đôi này là bạn hỏi kênh chat là kênh chat sẽ hỏi sao sẽ biết cái đôi này của tôi là. Sao đôi này kỷ niệm? Đôi này có cụ tặng. Ai trời, trời. Ở đây là mua trước sẵn cái đồ chặn giường ấy. À để em bé, để em bé lông hay gì đó mua sẵn để đó khi nào sinh ra thì sử dụng. Sao ít giày chị chân vậy ta? Chân dạ. Có hai đôi à? Đây nè. À. Ê khoan sao chân của chân bự vậy? Đâu cái này là đây là chân của chị Chân. Phải không? Ông nội ơi. Tao là có hai vợ, tao cũng có một đôi của xì môi nữa. Đây, đôi của tao đây đúng rồi, đôi của vợ tao đó. Chết rồi, trời ơi đôi này của ai? Đôi này là của tao làm cho vợ tao đó. Trời ơi, cái tùm dữ vậy? Cái tùm set gold. Ủa, 160 với 194 là cái gì? 1601 là sinh nhật, 94 là sinh năm, 94 là vợ tao sinh năm 94. À, sao mà để nó cái số nó lạ vậy trời? 94 là tuổi con chó đó, 94 là tuổi con chó đó. Sao có cái bàn xanh ở đây vậy? À, vợ ngày xưa bán đồ ăn vặt mà giờ sao bây giờ tự nhiên đó sao hồi xưa vậy là khởi đầu ra khởi đầu là có cái bàn này thôi. Đúng rồi, bây giờ đã phát hai chị em rồi. Đúng rồi đó, nhờ chị MisThy hôm bữa làm một cái video là bia Thầm Hóa hai chị em, doanh số quá trời luôn, doanh số quá trời. Mới đầu là định 2 năm mới gửi vốn mà bán nửa năm là gửi vốn luôn. Xong ngon quá vậy thì đó. Có hùng vốn không? Có hùng vốn, vợ hùng vốn, vợ hùng vốn với bà chị với chị đi lên nhà đi. Đây lên cười kì. Bôi ngại á. Bye ơi. Ngại á. Bôi chào cô, chào các cô chia. Ê nhưng mà thằng Bôi đúng cái mặt giống Bô thiệt luôn á. Giống mẹ nó hơn, thằng sau mới giống tao. Thôi sao xem thằng nào mà mặt ốm cái là cũng giống anh ghê. Mà gốc cạnh mà xong. Ê cái giường này ấm, cái giường này đã quá nha, êm nha. Rồi. Sao gãy? Tao nhúng nhiều quá đó. Mày ngồi vô cho đó thử. Có đi. Phải là mấy cái clip mà cô chủ chạy anh trộm với cô chủ làm gãy đúng không? Đấy mà ngồi mạnh luôn. Đó. Cái gì mà nó gãy rồi. Gãy ngay chỗ đó rồi. Mà gãy cái góc gì? Ê cái góc này là gãy là kỳ lắm nha. Cái góc này là như kiểu là một người ngồi trên, một người ngồi dưới là gãy nè. Trời ơi má ơi, tao tưởng cái tủ lạnh đó má ơi. Hết hồn luôn á. Cái tivi. Cái này là cái mô hình thôi. Cái mô hình thôi, mô đúng hình rồi. Thôi. Là ảnh chuẩn bị trước là kiểu để đánh lừa. Ví dụ như trộm có vô là nó thấy mò cái này liền. Thì bây giờ nhà anh có gì đâu cho em quay đúng không? Nhưng trong mới này đặt liền. Đó. Nhìn thì nó bằng sắt thôi chứ thật ra nó bằng mút. Thì ra trong này là kỷ niệm của ngày xưa của tụi mình. Ở trong này anh cất giữ nó, chị đừng có mở ra nha. Sao đúng mà rồi. Biết bát được. Chị đừng có mở ra kỷ niệm của em với ảnh hồi ngày xưa ở chổng á. Đó lắm, nó dữ lắm á. Trời bên này là kính. Mà đúng. Sao cái kính mình bị cất ở đây? Trời ơi. Có té vậy? Biết ai tặng không? Ai tặng? Linh Ngọc Đàm. Sao nó dựng đứng lên vậy? Nó phải xuống. Linh Ngọc Đàm cùng với ai biết không? À bây giờ thôi. Đó, bây giờ thôi. Sinh nhật rồi, sinh nhật năm 2022 hay sao đó. Cái này cái gì vậy anh yêu? Này là cái TV LG Stand By Me. Có nghĩa là bình thường đúng không? Em đặt cái tivi xa quá. Xa quá. Những người em ngồi, cận. Ơi em cận thì không đúng thấy rồi hết, đó. Không thấy không? Hết. Em nằm trên giường em để đây luôn xem luôn. Quá tiện. Là Boy có coi tivi không? Có coi tivi chứ, nhưng mà hạn chế. Hạn chế. Ừ. Nó coi em mỗi ngày. Ê, thôi kỳ quá chị ơi. Cô bé cái đi, cho cô bé cái. Cô năm nay mới 30 tuổi thôi. Gì vậy? Thôi. Ê. Gì? Sao tươi á? Tươi á con. Tươi á con. Của gà nuôi con được á. Được á. Phải lắm, gái đẹp là phải lắm. Đó. Năm nay mấy tuổi rồi chị? Ở đây hả? Út Hà. À, no, bay cho nó bay. Cho nó bay bình thường là có. Trời ơi. Nặng lắm. Ôi trời hả? Thôi con lên cái nha con. Bye bye. Bye bye đi, bye bye, bye bye. À, phanh tay vô cô đi. À. Ngại á, ngại á. Ngại. Thôi đi lên, đi lên. Trời ơi. Trời ơi, đây là nơi sản sinh ra những video mấy trăm triệu view, mấy trăm tỷ. Trời ơi, ê, ngoài đó nó đẹp quá hả? Cái gì đẹp? Cái này của Tia nữa nè. Cái này được tặng á. Cái này dễ thương quá à. Nhưng mà con Google mà thấy nó kỳ không? Sao vậy? Ủa, nó bị gãy tay rồi. Nè. Ủa? Thấy cái tay nó nè. Là ai? Hôm bữa lúc mà tao mới lấy cái mô hình này về xong tao để dưới đây. Thằng con tao nó lại nó giật, gớt cái tay xuống, người tao đâu có chửi nó được. Rồi không sao, cái đó chịu thôi. Ê, nhưng mà cái này là... Cái này là tao thắng kèo anh Độ tặng cho. À. Đây, đây không quá xa lạ với mấy ông rồi. Đúng vậy, không quá xa lạ. Ý là lúc nào phải làm phòng studio cũng có cái hình này đúng không? Đúng rồi, xong trên tay cũng có nữa. Kỷ niệm. Ê, cái này ai làm đẹp quá nè, thấy trên stream. Cái này là được một bạn ở trên TikTok. TikTok. Ừ, bạn thích cho bạn làm, bạn tặng cho. Nhưng mà nó đang bị hư con mắt rồi. Đến ngày con mắt của nó phải chớp chớp. Sao tới cái gì tới cái nhà này? Xài lâu, đồ xài lâu nó phải hư để chuyện bình thường. Ủa nhưng cái này là cái gì? Cái này là cái tiêu âm. À, nhưng sao nó tiêu chỗ không vậy? Thì gắn nhiều quá thì nó xấu. Nó xấu hả? Nên là thôi cũng tiêu ít ít thôi. Đúng rồi, tại vì nó có tác dụng không? Có nghĩa là mình nói chuyện thì bình thường cái âm nó sẽ ra ngoài đúng không? Nhưng mà nó văng lại bên đây, nó văng kính, nó văng lại đây là nó tiêu hết âm. Nó sẽ không ồn. Như ví dụ nghe nhạc nữa, đánh nhạc nghe thì nó sẽ không ồn. Cái này cũng tiêu âm luôn nè. Đúng, cái này đẹp quá ha. Cái này để tiêu âm luôn đó. Trời ơi, coi nè mọi người, DJ nhưng rất thương con nha. DJ thương con nha. Đang làm việc mà mệt mỏi là nhìn động lực của bố. Ê nhưng mà học hành cái này tới đâu rồi? Cái này dễ mà. Thành tài chưa? Thành tài chưa thành tài nhưng mà cũng ok rồi. Cũng ok rồi. Nhưng mà có đi học không? Hay là coi trên mạng? Học thêm. Vừa học trên mạng vừa được em Đếp Nguyễn chỉ cho. Em vậy em Đếp có đi học không? Em Đếp Nguyễn có đi học. Học là của thầy cô á. Biết. Đây là cái tập quay của mình phải không? Đúng. Có tập gym không? Khoan, có xương xương nhưng mà nha, mở ra là thấy uống gần hết là biết là chăm chỉ đi tập. Tập nhiều mà. Chứ ví dụ như mà mở ra bà đầy như nhà mình rồi có thể là mua chứ không tập. Còn đây là Thầm Hóa Hai Chị Em. Đúng vậy. Tháo bao bì rồi. Tháo bao bì rồi là có đúng không vậy? Đúng. Có đúng không vậy bà? Đúng Tập Hóa Hai Chị Em, đúng Tập Hóa Hai Chị Em. Đó. Trời ơi, máy đã quá. Để ngồi thử coi. Ê cái cam cho mày phải xấu hổ chứ thầy. Cái cam bình thường, không thấy gì xấu hổ hết. Trời ơi. Ê. Tốc độ chuột hay chậm đúng không? Không nhưng mà sao đổ qua cam này xài đi. Nhà nhỏ quá để đổi từ từ. Đổi cam này hả hay cam này? Thì tại vì này đúng không? Mày đang thích ở chung cư chứ chuyển xuống mặt đất ở thích lắm. Phải không? Thật. Đang suy nghĩ. Thôi không có, tụi mình khổ lắm mọi người ơi, thuê nhà không à. Rồi sao có cái bàn phím nhỏ bên này nữa? Mày ủa, mày vẫn chuyên một máy á? Má mà không biết mày phải là streamer không vậy? Thôi tôi stream vui vẻ nhẹ nhàng. Thấy đó anh biết ai tặng không? Ai tặng? Đấy anh xem em làm tặng đó. Có chữ Rambo ở đây là tại vì sao? Tại vì ảnh không có màn hình sao mà đây. Đó, ác chưa? Rambo is me. Mà sao mặt này nhăn dữ vậy? Không biết nữa, hỏi anh xem em. Ở nhà anh xem em có cái không giống nha. Không giống, tao thấy giống anh xem em hơn á má. Đúng không? Nhìn nó giống anh xem em hơn nè. Trời ơi, YouTube Turbo 1 triệu. Khi nào là có nút kim cương ạ? Khó đó. Lúc đó chắc nghỉ mẹ rồi. Cái miệng. Ôi. Ủa cái này cái gì? Chi kích. Ủa sao cái bàn phím nó ở đây? Bàn phím này là bàn phím custom. Bàn phím custom. Fan tặng luôn. Fan tặng. Ê nhưng mà nó nặng ha. Nặng 7 kg. Có khi nào có vàng bạc gì ở trỏng không? Có cái nút này bằng vàng á. Cái này bằng vàng nha. Tôi tinh bô. Cái tôi tinh bô này bằng vàng. Có không? Không bằng vàng thật á. Cái này đã hay. Không có giác bằng vàng. Vàng 24K của chiếc nhẫn á, hiểu không? Vàng 24K của chiếc nhẫn á, hiểu không? Biết. Xong tao nấu cho nó chảy ra tao in lên. Thiệt bằng vàng thật. Đây phòng trên đây cũng là phòng ngủ. Mới đầu là hai vợ chồng định ở vậy trên... Cái phòng này nó có bự hơn phòng dưới không? Phòng này bự hơn phòng dưới đó. Phòng này không phải đâu, nó cũng như nhau thôi, nhưng mà tại vì cái thiết kế của phòng 2, phòng ngủ dưới á sai. À, nên là nhìn nó bí đúng không? Nhìn nó rất là bí. Trời ơi, ê, nhưng mà mấy cái đồ chơi này có khi là em bé xài hết luôn ha. Không có chơi, toàn được tặng không đó. À, kiểu gì tới sinh nhật đó mẹ. Chứ giờ mua hả? Mẹ mua. Mẹ nào mua mẹ Hạnh đó hả? Ừ. Rồi mẹ Hạnh mua cho. Mẹ vợ tao. Đấy, Tần ăn hơi nóng tí. Không sao. Trời, bỏ đèn không? À chà, ăn uống đồ ha. Vậy mà chưa bao giờ thấy một vlog nấu ăn nào của anh Rambo. Tao biết nấu ăn đâu. Cho em miếng dưa gan nha. Trời, ăn thoải mái đi, xin gì nữa, ăn thoải mái đi. Ê, sao nhà thích ăn trứng lắm hay sao mà nhiều trứng dữ vậy? Đi tập gym thích ăn trứng xong hả, ăn được 2 ngày. Ngán quá. Mọi có sữa chua lại. Video đến từ Thầm Hóa Hai Chị Em không phải. Không có từ Thầm Hóa Hai Chị Em. Ủa em Thầm Hóa Hai Chị Em ở đây nè em. Trời sao bây giờ em thiếu sót quá vậy? À. Ở đây mà Thầm Hóa Hai Chị Em tán tất cả mọi thứ ăn vặt Sài Gòn tại Hà Nội. View nè. Cái view này có bây giờ ra ngoài không vậy? Không. Tao nhá, một ngày của tao là tao chỉ phòng tầng 2 và tầng 3 hết. Trong một ngày là chỉ sáng dậy ăn sáng thì sao? Sáng dậy ăn sáng. Ăn sáng đâu? Tao chơi game khoảng tầm 4-5 giờ sáng cùng với anh Thuận. Đúng rồi, chơi với anh Thuận. Xong tao đi ngủ. Ngủ tới khoảng tầm 11 giờ là lúc đó vợ tao thức, vợ tao cho con cái ăn xong rồi tao hai vợ chồng đi ăn. Xong rồi mới về. Về tao chơi game tí tao đi ngủ. Ngủ xong đi tập gym. Tối làm nghỉ rồi đi tập gym. 4 giờ tập gym tới 6 giờ. Về tắm xong rồi live stream tới đến 11 giờ đó, vòng lặp nó chứ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Nhưng thứ 3 thứ 6 thì hôm nay chứ mà tí nữa phải 5 giờ đi đá banh. Đúng rồi, đi đá banh. Đây. Ê, cái nem mà sao thấy quen quen vậy? Nó bánh ướt á. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Còn miếng tỏi đó kìa. Nem chua. À, nem chua. Đặc sản của quên gì? Nhưng mà ngon á. Ôi, mỗi tầng là có một toilet hả? Đúng rồi. Trời ơi, đây là phòng giặt. Kim toilet. Ngày xưa lúc mà mới lấy cái nhà này thì nó chỉ đến đây thôi. À, lúc xong mới xây rồi xây, xây thêm một tầng lên nữa để làm. Ủa, còn một lầu nữa nè. Lên luôn. Đây, BBQ. Ác vậy. Ê, sao tao thấy là từ cái hồi mày quay tới giờ là nó như vậy mà không trồng cây vô hả? Trồng cây nào chết. Tao tưởng là có ai chăm đâu. Ủa, mệnh gì? Mình thổ. Ủa đâu? Thổ. Má mình thổ mà. Ủa, chín mấy 96 mà. 99. Tao có 99 hả? Trời ơi, giờ nó mới biết trời. Ủa, 96 mà. 99. Vô đừng lừa tao cho má. Ị đau. Nó chứ trồng cây không có ai chăm. Mới đầu là định làm là mời mấy anh em qua chơi. Nhưng mà team càng ngày càng đông. Team không đủ con, chỗ. Không đủ chỗ. Nàng cố gắng làm, cố gắng thuê cái nhà khác nó to hơn. Cả như nhà này là đẹp nè. Trời ơi, tính chiếm cái nhà đúng diện luôn rồi. Tính cái nhà của người ta mà đứng đây. Giống như hàng ngày đứng đây nhìn cái nhà kia. Rồi tao sẽ thâu tóm mày vậy đó. Ác quá. Cái vlog tham quan nhà Rambo đến đây là kết thúc rồi. Rambo sẽ đi đá banh, còn mình sẽ xuống chơi điện tử ở nhà Rambo cùng với chị Trân. Ai cho mày chơi? Đi về đi. Đuổi luôn. Nhưng mà sắp tới là định qua nhà ai nữa? Sắp tới là đang... Ê, nhưng mà hình như nhà Nhiếm chưa xây mà. Nhà Nhiếm chưa xong. Đẹp lắm. Năm nữa hả? Hay là sắp ra, sắp xong rồi? Nhà Nhiếm là bắt đầu tháng 7 là mới xây. Tháng 7 xây chắc năm sau mới quay được. Cái gì vậy mẹ, dữ vậy? Tháng 7 xây, tháng 8 xong rồi. Trời ơi, nhà nó sửa nhiều lắm. Nó là cái nhà mua lại. Nhưng mà cái nhà đó cũ quá. Phải sửa lại hết. Đúng rồi, bây giờ sửa lại hết, chỉ giữ cái khung thôi. Đúng rồi. Xong sửa lại hết. Năm sau có khi về là coi nhà 2,5 triệu của tao á. Được. Thôi được rồi, tạm biệt, đi đá banh nha. Rồi, okay, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và một vlog của một anh em khác. Bye. Bye bye.